Mở đầu cho tập phim hôm nay, Julie Kỳ sẽ tiếp tục gửi các bạn những đoạn phim về anh chàng tâm linh khá nổi tiếng trên TikTok có tên là Diego Spiker. Theo như video trước đây Julie Kỳ đã từng giới thiệu, thì người cháu của anh ta có tên là Amy đã mất tích trong chính căn nhà của anh ấy và Diego đã hoàn toàn vô vọng trong việc tìm kiếm và cứu Amy quay trở lại. Vào lúc 11 giờ đêm ngày 2 tháng 4 năm 2022, Diego bỗng nhiên nhìn thấy Amy đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách. Ngay sau khi bật đèn, anh nhìn thấy Maria đang nhìn anh từ phía sau ghế sofa. Dù có chút sợ hãi, nhưng anh vẫn vội vàng chạy đến. Tuy nhiên Maria đã biến mất ngay lập tức, còn Amy thì đang trong trạng thái mê sảng. Vào lúc 10 giờ tối ngày 9 tháng 4 năm 2022, Amy bỗng nhiên bị mộng du và đứng trước một tấm gương trong phòng. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Diego vô tình quay được cảnh Amy bị kéo xuống gầm giường và sau đó mất tích. Amy! Tiêu đề video ngày 3 tháng 7 năm 2022, Diego đã viết như sau: họ đã làm việc chăm chỉ để chứng minh sự vô tội của tôi và hôm nay tôi đã được về nhà. Sau một tuần, tôi đã gặp lại Amy, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn con bé. Dù có quay bao nhiêu video đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng Amy đã không thể quay trở lại. Như tôi đã đề cập trước đây, họ đã cho rằng tôi bị điên, nhưng họ lại không thể chứng minh rằng sự mất tích của Amy có liên quan gì đến tôi. Và trong thâm tâm tôi biết rằng, chính tôi là người đáng trách. Tôi đã để con bé sống chung với tôi, mặc dù tôi biết rằng có những điều ma quái đang xảy ra trong nhà của mình, và giờ Amy đã không còn. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thời gian gần đây, anh ta lại tiếp tục đăng tải một số video mới trong suốt nhiều tháng im hơi lặng tiếng. Có vẻ như Spiker không chịu thua số phận, anh ta vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại Amy. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé. Theo như thông tin được Diego chia sẻ thì vài tháng trước anh ta hoàn toàn bất lực trong việc cứu Amy quay trở lại, và đó là khoảng thời gian anh ta luôn ân hận và luôn dằn vặt lương tâm. Có những lúc anh định buông xuôi tất cả, nhưng trong khoảng thời gian gần đây bỗng nhiên Diego phát hiện những dấu hiệu tâm linh cho thấy Amy đã xuất hiện trở lại. Có vẻ con bé vẫn đang chờ đợi Diego tìm và cứu em ấy. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Ngôi nhà ngày càng kinh dị hơn, những điều ma quái xuất hiện nhiều hơn trước, nói nôm na cho dễ hiểu là đã có những vong hồn mới vào ngự trong nhà của Diego. Lúc này anh ta hoàn toàn sợ hãi và hoang mang vì ngoài Maria còn có những vong hồn khác đang ở đây. Những tập tiếp theo về hành trình tìm kiếm Amy của Diego sẽ được Julie Kỳ cập nhật trong những video sau đó nếu anh ấy vẫn còn tiếp tục đăng tải những video mới trên kênh của mình. Như những gì mà Julie Kỳ đã giới thiệu các bạn trong những video trước đây, không có gì kinh khủng bằng việc sống trong ngôi nhà có ma.
Và đoạn phim mà chúng ta sắp sửa được theo dõi sẽ nói về một anh chàng người Mỹ có tên là Tristan, và anh ấy vừa mua lại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô bang New Jersey hồi vài tháng trước, mà cụ thể là từ khi chủ nhà bị tai nạn qua đời. Hãy xem anh ta sẽ gặp chuyện quái lạ gì khi sống ở đây. Và đó là tất cả những hiện tượng siêu nhiên mà Tristan đã gặp phải trong căn nhà này. Và một điều đáng sợ nữa là sau hoặc trước khi những điều huyền bí xảy ra, camera an ninh của anh ấy luôn quay được một bóng đen đáng sợ xuất hiện hoặc lướt ngang qua trong các phòng. Điều này ít nhiều đã cho chúng ta một câu trả lời, có phải không? Chủ nhà tuy đã chết theo nghĩa đen, nhưng linh hồn của ông ta vẫn còn sống ở đây. Bây giờ Tristan chỉ còn hai lựa chọn. Một là thờ cúng và chấp nhận sống chung với hồn ma này. Hai, lập tức dọn đi hoặc anh ấy sẽ bị ám ảnh trong khoảng thời gian sống ở đây. Nghĩa trang không phải muốn tới là tới, nơi yên nghỉ của những ai đã hết thọ mạng, cũng là nơi sinh sống của những người sau khi chết. Vì vậy cứ đua chen tâm linh đến những nghĩa trang khám phá lúc nửa đêm thì sớm hay muộn. Chủ đề kỳ nhấn mạnh là sớm hay muộn. Nếu hợp vong với họ thì xác định người trần mắt thịt lúc giận còn khó nguôi, huống chi là người âm. Họ sẽ theo ám bất cứ ai mạo phạm họ cho đến cả cuộc đời, và khi người đó chết đi họ sẽ bắt xác luôn. Chính vì vậy đừng bao giờ giỡn mặt với tâm linh. Và đoạn phim sau đây chính là minh chứng cho chúng ta thấy rằng ngôi nhà chung của những người chết thường sẽ có những gì xảy ra. Và chủ đề kỳ khuyên các bạn rằng xem biết để mà tránh, chứ không phải xem xong rồi đi ra nghĩa địa để xem ma nó ra sao nhé. Và những gì được cameraman quay lại tại đây chính là một bóng đen mờ ảo, họ lúc ẩn lúc hiện, và dường như anh ta đã cảm nhận được điều đó. Cameraman đã tắt camera ngay lập tức. Điều này lý giải cho chúng ta biết tại sao video của anh ta chỉ vỏn vẹn có ít phút. Điều chắc chắn là anh chàng này biết rằng đây không phải là nơi nên ở lâu, và lẽ đương nhiên là những người ở đây không muốn bị làm phiền nên họ đã hiện ra cho anh ta thấy. Tiếp theo là một đoạn clip cũng khá ngắn, tương tự như clip vừa rồi. Một nhóm YouTuber đi săn ma tại một bệnh viện bỏ hoang trong nhiều năm, và hãy xem họ sẽ gặp được những gì ở đây. Try to say one word, spirit. Tell us how you feel. Pick one word. Video. Video. That's the word it picks. Yeah. Very good, guys. Very good. I heard some movement. I heard that. Did you hear it from behind me? Yeah. To your behind you, to the right. All right. We're in the basement of this insane asylum, hearing weird noises. Freezing down here, ice cold. Yeah. Negative like one outside. Và sau khi xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn phim ghi hình tại bệnh viện bỏ hoang này, cuối cùng hai anh chàng của chúng ta đã phát hiện ra điều kinh khủng đã hiện hữu trước đó. Những hồn ma tại đây đã thực sự xuất hiện trước mắt hai anh chàng YouTuber.
nhưng hai anh chàng này đã không phát hiện thấy điều đó. Bởi vậy, người xưa mới nói, tâm linh là những hình thái hiện diện dưới dạng tâm thức nếu họ không muốn hại bạn. Còn bằng không thì nguyên hình hiện ra, theo ám cho đến thân bại danh liệt mới thôi. Các bạn nghĩ như thế nào về những đoạn phim mà hôm nay chị Ly Kỳ chia sẻ với các bạn? Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút cảm ơn bên dưới video này để chị Ly Kỳ biết các bạn luôn ủng hộ chị Ly Kỳ cũng như gửi chị Ly Kỳ một chút để uống cà phê. Ngay bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.